Cô chào các con. Hôm nay cô trò mình lại được gặp nhau để cùng nhau học toán. Bài toán hôm nay chúng ta sẽ học là bài thực hành xem đồng hồ. Bây giờ các con hãy nhìn lên đồng hồ và trả lời cho cô biết đồng hồ chỉ mấy giờ? Kết quả của cô là 6 giờ 10 phút. Các con hãy nêu vị trí kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 6 giờ 10 phút nha. Kim giờ ở vị trí hơn số 6 một chút và kim phút chỉ số 2. Các con Đồng hãy hồ tiếp xem theo nào. cho cô biết đồng hồ chỉ mấy giờ. Đáp án của cô là 6 giờ 13 phút. Kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào các con? Kim giờ ở vị trí quá số 6 một chút. Như vậy là hơn 6 giờ. Kim phút ở vạch nhỏ thứ ba sau số 2. Vậy cô có một lưu ý nhỏ. Kim phút đi từ vạch nhỏ này sang đến vạch nhỏ liền sau là được 1 phút. Vậy bạn nào có thể tính được số phút kim phút đã đi từ vị trí số 12 đến vị trí vạch nhỏ thứ ba sau vạch số 2? Tính theo chiều quay của đồng hồ nha. Các con hãy cùng xem đồng hồ tiếp theo. Đồng hồ này chỉ mấy giờ nào? Kết quả của cô là 6 giờ 56 phút. Hoặc có thể gọi cách khác là 7 giờ kém 4 phút. Còn thiếu mấy phút nữa thì đến 7 giờ nè các con. Còn thiếu 4 phút nữa thì đến 7 giờ. Ta có cách đọc giờ thứ hai là 7 giờ kém 4 phút. Và cô có một cái lưu ý nhỏ nữa, đó là khi kim phút chỉ đến vạch số 11 là kim đã đi được 55 phút. Tính từ vạch số 12 theo chiều quay kim đồng hồ, kim chỉ thêm được một vạch nữa là được thêm 1 phút. Vậy kim chỉ đến phút thứ 16, 56. Đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút. Các con cùng xem lại ba cái đồng hồ vừa rồi mình vừa xem nha. Một giờ là một cái là 6 giờ 10 phút, 6 giờ 13 phút, 6 giờ 56 phút hoặc 7 giờ kém 4 phút. Và từ ba cách xem đồng hồ vừa rồi, chúng ta đưa ra được một cái kết luận là nếu kim phút chưa vượt quá số 6 theo chiều quay của kim đồng hồ thì có một cách đọc giờ. Còn nếu kim phút vượt quá số 6 theo chiều quay của kim đồng hồ thì có hai cách đọc giờ nhé. Bây giờ chúng ta cùng qua bài tập số 1. Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ? Các con hãy làm vào sách của mình và sau đó dò đáp án của cô nha. Câu A, đáp án của cô là 2 giờ 9 phút. Câu B, 5 giờ 16 phút. Câu C, 11 giờ 21 phút. Câu D, 9 giờ 34 phút hay còn gọi là 10 giờ kém 26 phút. Câu E, 10 giờ 39 phút hay còn gọi là 11 giờ kém 21 phút. Câu G, 3 giờ 57 phút hay còn gọi là 4 giờ kém 3 phút. Vừa rồi chúng ta làm bài tập số 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua bài tập 2 nha.
đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ. Câu A 8 giờ 7 phút. Câu B 12 giờ 34 phút. Câu C 4 giờ kém 13 phút. Bây giờ các con hãy dùng cây thước và cây bút chì để đặt thêm kim phút vào cái hình ở trong sách của mình nha. Sau đó cùng dò theo đáp án của cô nè. Rồi, cô có lời khen các bạn nào đặt thêm kim phút vào đúng giống như hình của cô. Còn bạn nào chưa đúng thì cố gắng lên nha. Tiếp theo chúng ta cùng qua bài số 3. Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây? Chúng ta có 8 cái đồng hồ. Bây giờ cô cho các con 5 phút để mình hoàn thành bài số 3 này vào sách của mình nha. Và sau đó sẽ dò theo đáp án của cô. Đáp án của cô là hình A là 7 giờ 55 phút. Hình B là 3 giờ 27 phút. Hình C là 1 giờ kém 16 phút. Hình D là 9 giờ 19 phút. Hình E 5 giờ kém 23 phút. Hình G 12 giờ rưỡi. Hình H 8 giờ 50 phút. Hình Y 10 giờ 8 phút. Tiết học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Cô mong rằng sau bài học hôm nay các con sẽ xem đồng hồ thành thạo hơn nha. Chào các con.